nhóm này thôi. Ui. Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em già tiếp tục đi vào nhà của em già bên trong này. Hôm nay cũng vào để thông báo cho em già tiếp tục đi tái khám ở dưới bệnh viện tỉnh. Đó. Ở những cái tiếp phim trước thì bác sĩ cũng có hẹn là đến ngày đi khám là phải đi khám. Còn không thì không thì mình cũng không biết là mình khỏi hẳn chưa ấy. Thì anh em cũng có bàn thống nhất là sẽ phân công bố trí em Dương đi hoặc là em già đi để đưa em già đi điều trị tái khám cô bác ạ. Đây. Không biết là hôm nay em già có nhà không? Thưa cô bác là như này, hai điện thoại của em già là không gọi được cho nên là mỗi lần vào đây thì cũng không biết là gia đình có ở nhà không đó. Cũng chỉ là không gọi được điện cô bác ạ. Đó. Nhà cháu chả là đóng cửa 24/24 luôn, không mở cửa luôn cô bác ạ. Không biết là còn nấu nướng ăn không, bởi vì ngày nào cũng lên nhưng mà cũng chỉ thấy đóng cửa thôi. Chào bà nhá, nhớ chè cò. Ơ, có sẵn rồi đâu tả hả? Có lon sữa đấy hả? Ừ. Ồ, làm lon rồi. Pen không thế hả? In không nhỉ? Phải in không thế hả? In không nhỉ? Ồ. Mẹ của em già một cân vải lanh mà nối gần tuần rồi. Anh thì vào lúc nào cũng bảo là còn 2-3 hôm đó, 2-3 hôm đó. Đó. Già đấy rồi. Thế thì mọi người. Múa chỉ đi. Xà chê ra. À. Ồ đây này cô bác, ở dưới này có thanh niên đang lấy cỏ. Dê kia là của già phải không? Có khi đi à? Ờ. Bây giờ thả luôn đi, ngô già rồi không ăn ngô đâu. Cho kìa nào là. Ô cháu nó bất cứ. Không ăn không ăn bất cứ nào cho nè. Ừ, nó bất cứ cái này trẻ của mình. Trái có. Nó hò. Nó cá mưa khỏi cả công. Ờ. Em già bảo là không dám thả sợ té ngô người ta không biết. Người ta bắt đền. Đợt trước là mẹ của em già là cũng bị một lần rồi, bê chừa rồi. Bị hơn triệu tiền. Em già về sau là em già là người trả tiền cho chủ ngô. Và từ giờ trở đi là mẹ em già nếu mà ở nhà mà chăm dê ấy, thì chỉ có là lấy dê đi buột thôi, không dám thả nữa. Đó. Cơm nổi hết chưa? Hả? Chưa thu rộng không cả tốt tả đâu. Chỉ tao mà. Chỉ tao là. Đấy, một mình thôi không ăn bao nhiêu đâu mà. Ôi cố gắng một mình dù buồn chán đi trong nữa thì sau này sẽ có hai con sai con rau về nữa thì ấm nhà ấm cửa rồi. Hôm nay già không ở nhà, không biết già đi đâu rồi cô bác. Mẹ em già bảo là đi bên kia nhưng mà không biết là đi bên kia là đi làm gì. Còn lâu lâu rồi đi thăm bò gà tí. Kiều và Thúy Vân của em Dương đang ở. Ồ, béo nhỉ. Ồ. Trò tí nó hiểu. Ồ. Ồ, to béo nhỉ, có chửa chưa? Phở rồi. Sao à? Chị to rồi. Rồi thì lúc bảo nó lòng chai rồi. Rồi, nó muốn cùng đây là chụp nó là cái gần một tí thôi. À, thấy rong nữa. À. Đây, cái Kiều Thúy Vân của em Dương. Rất là xinh đẹp. Chịu khó đi lấy cỏ nhá, bảo già và vợ già chịu khó đi lấy cỏ cho nó ăn. Bởi vì có phân là thời gian này mới có thôi, chứ sau này không có phân đâu. Sau này không có cỏ là không phân. Phần ngàn của già. Ôi dù rồi ạ. Ôi dù rồi ạ. Nó ôm mất khó chơi ngủ dù rồi nè. Ồ. Ôi dù rồi nè. Ôi dù chẳng rồi. Đi bế thử ạ. Bế thử hơn ạ. Đi bế thử ôm bột lâu ạ. Ồ. Thì đâu? Thì đâu? À, con nó tá chứ. Nó tá yo tí đi. Con nó tá phi là tôi để ơi đó chứ. Chứ hay rồi. Hay rồi. Đấy, sang năm là có phân chuồng rồi nhá.
thì hãy ở dưới chỗ. Ờ, sao nó có phân chuột trồng ngô ấy. Ờ, mua đồ tảo này, ta ta ở đây. Ờ, đi. Nó chỉ mẹ, 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 mẹ của em già là cũng bảo là sau này lấy phân chuồng kế với nhà em già. Thật sự là bà con ở trên này, đồng bào trên này là trồng ngô ấy, thì sẽ rất là cần cái phân chuồng đó. Phân lâm phân đạm thì cũng cần, nhưng mà vẫn phải cần phân chuồng thì thế tốt hơn. Vậy lâu thế mà già chưa về mà sổ ta là chặt thì bộ lỗ là còn mua thế. Chó nhiều quá, chó nhiều quá, chó được tí á, có phải hai đứa kia cho tin đi nào. Dạ ơi, dạ ôi làm gì ơi, đi xem. Xin làm à? Xin làm. Xin làm á? À? Một năm gửi cho người ta bao tiền? Cho không ạ? À? Người ta bảo là người ta rất nhiều, người ta bảo mình không có đứa thì người ta biết giúp mình có một ít. Được mà. Vậy mà lúc nãy anh vào cũng thế, lúc nãy đi đâu? Nào? Lúc nãy anh qua đây. Lúc nãy thì... hay là đi lấy cỏ, đi lấy à, đi lấy cỏ 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 von ấy thì à, thảo nào chắc là lúc nãy anh vào cũng thấy là do đi lấy cỏ này rồi cây à. Đấy, hộ hộ bố được chưa? Nó được ai chưa? Thoải mái open hơn chỉ tốt rồi. Thật sự là em già rất là chịu khó luôn cô bác đó, không không ngần phát triển bản thân cũng như là kinh tế gia đình. Mệt không? Có à? Thôi đàn bệnh nữa làm ít rồi. Con cũng phụ được rồi. Con phụ được rồi con. À, đấy. Lấy nhiều vào. À. Ngã ra một hàng nhé. Sao chưa? Ngã ra đó bắt lọc. Mà, đang lọc. Phụ ăn rồi. Nó à, nên thì ngã ra đó à. Ơi.
Chứ ta ở rồi. Cái cỏ này đi xin đâu về ra? Cái cỏ này? Ờ. Cái từ từ ở dưới cái nhà ở dưới này này. Cái nhà tí ở dưới suối lên á. Ồ, nhà ta nhỉ. Vát lên hay là vát lên không? Xe đâu? Vát lên không? Nhưng mà xe em đâu? Xe á? Ờ. Xe của em đi đâu rồi? Xe của em trai nó lấy đi chơi sao? Em trai lấy đi chơi á? À, cho em trai lấy đi chơi này này. Nó đi mua, thế là nó đi đâu? Ờ. Hai vợ chồng chịu khó nhỉ? Đấy, cố gắng thôi. Bây giờ có con bò rồi mình không trồng thì không biết đi lấy ở đâu. Đúng. Đấy. Anh bảo này, sắp đến ngày đi khám rồi ấy. Vâng. Xem nào bố trí thời gian đi. Vâng. Chuẩn bị quần áo các kiểu đi khám thôi, chắc không cần quần áo nhiều á, 1-2 bộ đi đường thôi. Chắc mổ bò ở trong này đi. Mổ bò để ngoan đi theo. Đúng rồi. Đấy thì cố gắng. Thế thì hôm nay cứ trồng đi, trồng xong là mai, ngày mai kia đi nhá. Vâng. Ừ. Ngày mai kia đi xong đi khám. Chị gái trả về chứ? Đấy là em chưa biết đâu anh. Không biết à? Điện thoại em làm sao bị hỏng như này? Ơ, hỏng hết rồi. Hỏng hay vừa. Hỏng hết điện thoại, không có điện thoại. Bây giờ không có điện thoại luôn à? Mất xe anh là. Nhưng mà nhưng mà cái điện thoại kia là nó bị sao? Nó bị nhận lên sẽ toàn. Trên nguồn á? Thôi, thà hai vợ chồng đều không có điện thoại càng tốt. Bởi vì tránh được ghen tị nhau. Nhỉ? À, yeah. Cố gắng về kinh tế gia đình thôi. Sản xuất con cái thôi. Không đi mới không đi tắm. Không đi tắm ra. Cái này là em xin được bao nhiêu ít như thế này thôi á? Ở trên này không phải? Không phải. Phải không trồng lên trên kia nữa. Cứ phát cỏ nhiều vào. Trồng nhiều vào. Nói chung nhà anh cũng trồng mà. Nhưng mà anh lại có mỗi một con bò. Đào luôn, đào đi để anh giúp cho.
con khát nước à? Ừ. Con uống nước nhiều ấy, lúc mấy thì uống rồi. Ừ, hôm nay nóng quá, con uống nước nhiều quá. Ừ. Nóng quá cho nên là con nước nhiều quá nhỉ. Cái gì vậy? Năm nay trồng, năm sau thoải mái chát rồi. Ok nữa. Sau thoải mái, không cần phải đi các cỏ xa nữa. Nhà trà có đất không? Nhà trà? Ờ, nhà trà lớp 30 cuối. Trà thì gần đây. Gần đây thì cái này chùa hết được kia. Ờ. Còn luôn. Trà? Ừ. Ồ, đất trà nhiều đấy. Ừ. Thế mà không làm nương. Không làm nữa, nhưng mà bố nó chết hết rồi, bố không có ai cả. Đúng rồi, bố mẹ chết hết rồi mà sao anh thấy anh vào mấy ngày rồi mà ngày nào anh cũng vào mà không thấy trả đâu, trả đi đâu ấy? Trả đi xe của chị ấy trả. À, trả đi thăm chị gái rồi á? Ừ. Ôi ô, đi bộ à? Đi xe. Đi xe á? Ai đưa đi? Chắc là nó có một ít tiền. Có một ít tiền đen. À. Nó thay xe đi không? Thuê xe đi à? Ừ. Được mà. Nước này nước đun hay nước lá hay là? Nước đun sôi. Đun sôi à? Đấy, phải uống nước đun. Con uống xong tí đến ba nhá. No rồi ấy. No nước rồi ấy. Thế là sao mua à? Đây là cái gì? Ờ. Này. Bạn này cây có đủ không? Bạn này cây có đủ không? Không đủ á? À? Đi lấy thêm thôi. Hay không thì trồng cây ngô này. Ngon. Ờ. Cây ngô này có tua không ấy? Không biết à? Chắc tua mà. Tua đấy. Ờ. Cái này trước người ta vẫn làm nương phải không? Vâng. Trồng ngô ấy. Người ta vẫn làm đi. À, trước vẫn trồng ngô gì? Đây trồng ngô tốt mà nhỉ? Chắc người ta có nhiều nương quá cho nên là không thế nữa. Thời gian gần đây em có cảm thấy thế nào không? Có đau không? Có, em thở vẫn đau. Thở vẫn đau á? Ừ. Uống... Hồi qua sáng em thổi ra nó chảy máu. Em nô ra máu á? Ừ. Cái cổ kia chưa khỏi hẳn à? Không khỏi đâu. Đấy. Đừng có ăn mềm mén nó cứng quá thế là bị chảy xước ở trong á. Nhưng mà mình không có cân thì mình ăn mềm mén thôi. Không có ngô nữa à, không có cơm á? Không gạo à? Hết gạo rồi à? Hết rồi. Ồ. Thế phải làm thì sao ăn mềm mén thôi. Thế có mua gạo cho em không? Để tụi anh về anh bảo Dương mua cho. Chỉ với anh thôi. Với anh á, em còn quý mà. Em còn quý mà. Xem như thời nào gian thì... này em không biết gì nữa. Ừ. Gạo thì hết rồi. Còn ngô thì ngô cho chiếm. Ngô chín thì chín rồi nhưng mà chưa ấy, chưa làm được mềm mén ăn.
con chịu khó xong mai kia đi khám về còn dư bao tiền thì sẽ mua gạo và mua bếp ga cho em. Vâng. Đấy. Còn lại sẽ trao tiền mặt cho em. Không cho tiền mặt cũng được, nhưng mà mua một cái điện thoại thôi. Mua cái điện thoại thôi à? Nhưng mà mua điện thoại để làm gì chứ? Có gọi cho ai đâu? Gọi cho các anh. À, gọi cho các anh nhá. Các anh đưa em đi khám về nữa là các anh cũng tạm biệt em rồi. Vâng. Thì... thế lúc nào các bác gần thì các bác gọi cho em nữa. À, các bác á. Các bác à. Các bác thì nhìn thấy em suốt nhưng mà em có thấy các bác đâu. Đúng rồi. Em không biết bác nào giúp em, không biết bác khuôn mặt bác như thế nào mà. Đúng rồi, em biết bác như nào nhà giàu thì bác bảo em đi là cho bác kia thôi. Thế á? Em muốn đi làm thuê à? Hỏi xong em muốn đi làm thuê à? Muốn đi làm thuê. Thế anh nào các ba có việc làm không? Đi làm phụ sai không? Phụ sai. Ừ. Phụ sai thì em chưa biết làm. Chưa biết làm á? Ừ. Đi rồi sẽ biết mà. Vâng. Đấy. Con bỏ phố chưa? Chưa phố. Chưa? Ừ. Sang năm cày đi. Vâng. Ô, vừa hệ yến rồi. Đúng là con đường đi vào bản gian nan. Nguy hiểm lắm. Dạ. Đúng. Con cái đừng cho ra ngoài đường to như thế này. Xe cổ nhiều lắm, đông lắm. Đúng. Không xe... xe nhiều cũng nguy hiểm. Được mấy chuyến rồi cụ ạ? À? Được bao nhiêu bao rồi? À dạ. Hả? À? Tao chập bộ hả? Tập lắm bộ. 4 bao á? Ờ. Ờ, thế là có tiền rồi ấy nhỉ? Được rồi, cứ chịu khó làm nhá. Em của là làm cùng với anh em độ chở vật liệu. Đó thì em của cũng bảo là thôi ở nhà thì cũng không làm gì, chỉ cắt cỏ bò với cắt cỏ dê thôi. Thì em cũng tham gia để kiếm thêm ít thu nhập cho bản thân. Đó. Dạ anh bảo này, chịu khó nhá, cố gắng xong rồi trồng hết cỏ xong rồi mai kia đi. Anh Dương sẽ tiếp tục đưa em đi. Yeah. Ờ, hôm nay em vào thì cũng chỉ thông báo cho em là như vậy thôi. Còn bây giờ anh cũng đi xem đội chở vật liệu cho nhà em nô ấy. Vâng. Thì anh không giúp em được. Để gia đình tự làm nhá. Vâng. Ừ. Anh tự đi nhé. Ờ ok. Chào em. Đây cô bác thì anh em cũng từ chỗ nhà của em già vào em đây rồi. Và hôm nay anh em cũng có tiếp tục là chở bột đá cũng như là chở xi. Em cua chở gì? Hết khoảng mấy xe rồi? Hai xe rồi á? Mày thích con đi. Nhiều quá. Cua làm được mấy bao cua? Hả? Thế học sinh đâu? Không có bọn. Hả? Ở lúc học sinh đi. Không biết đâu. Máy quay là. Quay đi đâu hết rồi? Con nữ cái nhóm này đi đâu rồi? Ui cẩn thận nhá. Em của này buồn cười lắm cô bác ạ. Cái hộp xí thì bên trên không thấy, còn mới bên dưới thế mà vẫn nhấp được. Cái này chỗ có chế ra như nhà đình chai. Mai ngày xong không hả? Ngày á, mai nhất chiều thôi. Một tuần á? Bết rồi, con nhận giáp ra khai bụi đó rồi. Trên nhau cũng định. Thì cứ tập ra cũng chết con đi. Ôi! Cái này nặng của bác ạ. Nó nặng cũng chở được nhiều, kể cả con giá. Bởi vì đá nặng hơn cả bao xì. Phải nói là anh em ai rất là cứng luôn mới chở được như thế. Biết gì nhiều tí là nó cắt chở rồi. Thank you.
hay do là đổ vào cái lề đường, xong là anh em cũng chở đây trước, còn bây giờ thì bảo anh em chở cái sỏi này để mai làm đường trước cô bác ạ. Đó, à, cái bột thì xây cho xây nhà thôi, còn là cái sỏi này thì bột lấm sỏi là để cho làm đường. Cái này là một nửa là sỏi, một xe sỏi lấm bột. Còn bên trong này thì xi măng, em Củ cũng cùng anh em là làm chở xi măng. Em Củ cũng chở được khá nhiều bao rồi. Em không làm gì thì cũng bảo em hộ anh em chở, xong anh em đưa tiền cho. Đó. Bán nào bán nào? Vâng, thưa cô bác, là hôm nay em già vào trong này để thông báo cái tin vui, cái tin là đi khám cho em già trên này, cũng như là về cập nhật, tiếp tục cập nhật cái tình hình chở vật liệu của nhà em nô cho tất cả các cô bác cùng biết.